Xin chào tất cả các bạn nhá. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong một video mới. Hôm nay em Tuấn xin giới thiệu một chiếc đài rất là đẹp luôn nhá. Zin nguyên tuyệt đối và âm thanh rất là hay. Chiếc đài này thoáng nhìn thì nhìn nó như một cái bộ dàn mini. Nhưng thực tế nó là cây đài nhá. Dòng Sony và dòng CFS nhá. Một dòng khá nổi tiếng của đài Sony. Và cho cái chất âm có tiếng megabass, tiếng âm rất là sâu nhá. Sau đây em Tuấn sẽ quay trực tiếp đến quý vị các bạn xem nhá. Riêng đôi loa của cây này thì rất là mới nhá. Tiếng rất hay. Em quay tổng thể các bác xem nhá. Loa bên phải này. Đúng là nét như Sony luôn nhá. Tuyệt vời luôn. Cục giữa này. Rất là đẹp. Loa bên trái này. Tuyệt vời luôn nhá. Cái này bày cực kỳ đẹp luôn. Em xin nhắc lại là chiếc này bày trên tủ, trên kệ rất là đẹp nhá. Kiểu dáng nó rất là sang trọng và rất là lôi cuốn. Nhìn nó rất giống một bộ dàn mini nhá. Của Nhật. Chạy tốt các chức năng radio, FM, AM. Kết nối line in, điện thoại, máy tính, TV. Và chạy băng dây cũng rất là tốt nhá. Em quay tổng thể cho bác xem nhá. Rất là mới luôn. Thân vỏ chưa hề bị bẻ dập một tí nào nhá. Em xin phép quay đằng sau nhá. Đấy. Rất là lành lặn. Rất là đẹp nhá. Cây này thì còn khoảng 95 97% luôn. Không khác gì đài bãi luôn nhá. Rất là đẹp. Và đó là bác chủ trước bác dùng rất là giữ gìn nhá. Sau đây em test qua cái phần băng dây nhá. Cửa băng ra vào rất là nhẹ nhàng. Các phím chức năng rất là mượt mà nhá. Tiếng rất là hay. Sau đây tắt qua phần radio nhá. Ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai. FM nhá. Rất là nét luôn nhá. Cam kết là radio cây này rất là hay luôn. Nói chung là hoàn hảo mọi chức năng luôn. Tiếng rất là hay, rõ nét. Trong một cái dịch bệnh mà bình thường. Hơi sống á, mình nhớ có một lần ấy. Bắt rất là nhiều đài. Em chuyển qua ai em nhá. Anh rất là tốt. Và anh ấy thì là một người ưa thể dục thể thao cho nên là không bao giờ mà thương mà thắn. Có mẹ họ hàng, chẳng ai trông nom. Bà ấy đã lấy tiền của nó, lại còn giày vò nó. Thì trách sao được. Lại hỏi tập nhân bắt rất là nét. Một tháng nó được bao sau đây nhiêu em test tiền? qua phần kết nối line in điện thoại nhá. Các bác nào có thích kết nối tivi cũng được. Và cây này em xin nhắc lại nhá, phần công suất của nó rất là mới nên tiếng nó rất là mạnh mẽ, và đặc biệt đôi loa zin tiếng nó rất là hay luôn, nghe rất là mạnh mẽ. Anh cũng chẳng biết đến ngồi tựa bàn thuyền buông câu hát đợi chờ anh cho đổi chiếc nón mà hỏi xem đã mấy hẹn mấy hò mà sao người quán đi họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón. Điện thoại bị mất mạng. Ok. Em xin test cái phần line in ở đây. Kết thúc ở đây. Và đặc biệt này, nó có các bác nhìn thấy không? 5 băng graphic equalizer thì cái chỉnh nó nằm ở đây nhá. Đấy, các bác có thể thích chỉnh theo chế độ.
thích thích nghe ở chế độ nào thì mình nghe ở chế độ đấy luôn. Đấy. Rất là tiện. Và cái nút ở đây có nút maxim bass đây thì có bác thì ấn vào thì nó tăng bass nhá, giảm ra thì nó giảm bass đi. Nói chung cái đài này rất là đẹp luôn, cả phần cửa băng này các bác nhìn này. Đấy. Chiếc đài này em Tuấn đang giao lưu với giá 2 triệu mốt nhá. Một chiếc đài tuyệt đẹp luôn. Mà cách đây hình như là 2 tháng hoặc 2 tháng rưỡi gì đấy em Tuấn cũng đã lên một cây 1085m như vậy nhá. Mà cây này thì phải nói là rất là đẹp. Đấy, bác nào mà nhanh tay sở hữu nó thì điện thoại cho em theo số điện thoại 0822 3số1 3số4 nhá. Số điện thoại chính chủ của tên em nhá. Bác nào mà chuyển khoản thì cũng chuyển khoản chính chủ cho em, không phải lo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.